bà bầu ăn dưa hấu có tốt không? Khi nói đến các loại trái cây tốt cho bà bầu thì không thể không nhắc đến dưa hấu. Đây là một nguồn thực phẩm giàu vitamin A, C, B6, magi và kali. Dưa hấu cung cấp cho cơ thể một lượng khoáng chất nhất định. Đây còn là thực phẩm giàu chất xơ, một trong các chất cần thiết giúp ngăn ngừa táo bón khi mang thai. Tiêu thụ dưa hấu giúp mẹ bầu tránh khỏi cảm giác buồn nôn trong thời gian ống ngén. Dấu hấu cũng là loại trái cây tốt cho bà bầu 3 tháng cuối bởi nó có thể giúp giảm bớt tình trạng ở nóng, sưng phù ở bàn tay và bàn chân, giảm nguy cơ bị chuột trút và giữ cơ thể không bị thiếu nước. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên ăn một lượng vừa đủ. Vì dưa hấu có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn trong thai kỳ.